Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 243 Sau đó, thẩm lãng trở thành một tai họa lớn. Với hàng ngàn, thậm chí hàng vạn chiến sĩ dũng cảm như một đàn châu chấu, nơi họ đi qua, không còn một bông cỏ. Họ giết người hàng ngày. Tất cả các thương nhân Tây Vực bị giết cho đến tận cùng. Tất cả các cửa hàng của thương nhân Tây Vực bị cướp sạch. Sau khi thẩm lãng ban lệnh lực kiếp nạn, vào nửa đêm, quận trở nên hoang dại. Thậm chí trước khi quân đội của thẩm lãng tới, những kẻ xấu trong thành đã tự phát động, tụ tập thành đoàn và tự mình đi cướp bóc thương nhân Tây Vực. Khi quân đội mạnh mẽ của thẩm lãng tới, họ lập tức gia nhập. Đội ngũ sau lưng thẩm lãng ngày càng khổng lồ hơn. Từ 5.000 người phát triển thành một vạn người, hai vạn người và cuối cùng là 3-4 vạn chiến sĩ. Họ đã làm cho toàn bộ quận Bạch Dạ trở nên tan hoang, họ đã cướp sạch toàn bộ quận Bạch Dạ. Quân đội của Trấn Viễn Hầu tước phủ từ bốn phương tám hướng bắt đầu vây hãm, dần dần hình thành một vòng vây, nhưng họ không tấn công từ trước tới sau. Quân đội của Tô Toàn đã tới, quân đội của Tam Mắt Tà Mã Tặc đã tới, quân đội Đại Kiếp Nạn Tự Tăng Binh đã tới, Sở Quốc Ba Nhược Đại Tông Sư cũng đã tới. Quân đội vây quanh thẩm lãng ngày càng nhiều, cuối cùng lên tới một vạn ba nghìn người. Gần một nửa quân đội của gia tộc Tô Thị đã tới để vây hãm hắn toàn bộ thế cục trở nên càng ngày càng biến đổi khó lường và kỳ quái. Thời gian trôi qua như nước chảy, năm tháng như thoi đưa, hơn 10 ngày đã trôi qua. Trương Sung, Thái Thú, dẫn dắt 3.000 quân đội, hành trình hơi chậm một chút. Sau 10 ngày thẩm lãng tới chấn Sa Thành, hắn mới dẫn quân tới Bạch Dạ Quận Thành. Theo tưởng tượng của hắn, khi hắn đến, chắc chắn sẽ bị xa lánh, gặp khó khăn. Thậm chí, quân đội của hắn có thể không thể vào được Bạch Dạ Quận Thành bởi vì tô thị gia tộc kiểm soát bạch dạ quận thành rất mạnh mẽ toàn bộ quan viên trong thành giống như bị tô thị nuôi như heo chó toàn bộ bạch dạ quận thành dù chỉ có một hai ngàn quân gác cổng nhưng nếu họ kiên trì không nhận trương sung làm thái thú kiên quyết không mở cửa thành thì cũng sẽ gây ra phiền toái nhưng khi trương sung dẫn ba nghìn quân đến bạch dạ dưới thành cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ hãi cửa thành mở toang tất cả các quan viên trong bạch dạ quận đều ra ngoài đón tiếp thậm chí tất cả các thương nhân cũng xếp hàng chào đón Minh công a, cuối cùng ngài cũng đã đến. Đại nhân a, chào ngài mới đến. Chúng ta đã sống trong sợ hãi nhiều ngày, mỗi ngày đều mong chờ đại nhân. Chúng ta mong chờ đại nhân, giống như trẻ con mong chờ cha mẹ. Đại nhân đã đến, Bạch Dạ quận cuối cùng cũng an toàn. Các ngươi không phải đã xa lánh ta, làm khó dễ ta, thậm chí không cho ta vào thành sao? Rất nhanh Trương Sung đã hiểu ra lý do. Sau đó, ông đã thấy đủ rồi. Thẩm công tử, biết rõ ngươi rất mạnh mẽ, nhưng ngươi này cũng Quá mạnh mẽ rồi, chỉ sau vài ngày, ngươi đã hoàn toàn tàn phá toàn bộ Bạch Dạ quận. Thẩm công tử dẫn theo hàng vạn người phía sau, nơi đi qua không còn một bông cỏ. Thẩm công tử dẫn theo hàng vạn người, cướp sạch tất cả các thành thị trong Bạch Dạ quận, chỉ để lại Bạch Dạ quận thành không nhúc nhích. Bây giờ không chỉ có thương nhân Tây vực, mà ngay cả thương nhân và phú hộ thông thường cũng đã bắt đầu trốn tới Bạch Dạ quận thành. Các quan viên và thương nhân trong thành dù đã xa lánh đại nhân, nhưng họ lại sợ thẩm lãng công tử và hàng vạn người của hắn xông vào bạch dạ quận và tiếp tục cướp bóc trương sung cười nói hai kẻ hại nhau ai nặng hơn tiếp theo trương sung nói tôn an đại quân ở đâu tôn an dẫn dắt một vạn quân lớn dần dần hình thành vòng vây quanh đội cướp bóc của thẩm công tử giữ khoảng cách dần dần tiến gần nhưng lại không hề có ý định tấn công trương sung nhìn chằm chằm cười lạnh nói tôn an vẫn là người mà ta biết đủ tàn nhẫn thương nhân tây vực sụp đổ gia tộc tô thị ăn no Tâm Phúc nói, gia tộc Tô Thị không sợ bạch dạ quận sẽ lộn lộ xộn sao. Trương Sung nói, hắn là người chuẩn bị phản loạn, sợ gì lộn lộ xộn. Chỉ cần lãnh địa của gia tộc hắn không lộn lộ xộn là được, lộn lộ xộn giống như Thủy Triều, sau khi rửa sạch, lại càng dễ kiểm soát. Nhưng nếu không có người quyết đoán, cũng không thể thực hiện được kế sách như vậy. Thẩm công tử tàn nhẫn, Tô Nan cũng tàn nhẫn, chỉ là không biết cuối cùng ai mới là kẻ tàn nhẫn hơn. Tâm Phúc nói, hiện tại, tình hình của thẩm công tử rất nguy hiểm, Hắn chỉ có hơn 200 kẻ hèn nhát, nhưng lại dẫn theo hàng vạn dân tráng. Nhóm người này giống như những con thú hoang ăn thịt, đôi mắt đều đỏ rực, ta lo rằng họ sẽ quay lại cắn nuốt Thẩm công tử. Trương Dung nói, ngươi lo lắng quá, tâm độc của Thẩm công tử là điều mà ngươi không thể tưởng tượng được. Trương Dung nhìn về phía tây, lúc này, Thẩm Lãng chỉ cách hắn không đến 100 dặm. Thẩm công tử, ngươi đã mở ra cho ta một tình cảnh mà ta không dám tin, tiếp theo Bạch Dạ quận sẽ do ta quản lý sau đó trương sung ra lệnh tiến vào thành hắn dẫn theo ba binh lính tinh nhuệ từ thủ đô từ từ tiến vào và chiếm giữ bạch dạ quận thành khoảng cách từ bạch dạ quận thành tới tuyết lãnh thành chỉ hơn một trăm dặm thẩm lãng đã chính thức nhận được tin tức rằng trương sung và quân đội của hắn đã tiến vào và chiếm giữ bạch dạ quận thành ngay lập tức hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm cuối cùng trương sung đã thuận lợi tiến vào cuộc chơi gia tộc tô thị quả nhiên tham lam hoàn toàn bị con số thiên văn của thẩm lãng thu hút tập trung toàn bộ sự chú ý vào thẩm lãng. Hiện tại thẩm lãng đã cướp được bao nhiêu tiền? Không ai biết, ngay cả thẩm lãng cũng không biết, nhưng chắc chắn là một con số thiên văn. Tây vực và Việt quốc, sở quốc và Việt quốc, phần lớn buôn lậu được hoàn thành trong bạch xạ quận. Toàn bộ quận có hàng trăm thương nhân Tây vực. Bây giờ họ đã hoàn toàn bị cướp sạch, tất cả các thương nhân cũng đã bị giết sạch. Cuối cùng họ đã đoạt được bao nhiêu tiền? Không ai biết. Nhưng có một điều, 200 người dưới trướng Thẩm Lãng không hề cướp đoạt một đồng vàng nào. Thẩm Lãng đã tập kết 23 vạn người, đội cướp của hắn thay đổi từ lần này sang lần khác. Tất cả mọi người tử tế đều chạy trốn, mang theo tiền vàng mà họ đã đoạt được để trốn vào nông thôn, chuẩn bị sống qua ngày an lành. Bây giờ tính chất của những người dân tráng theo sau Thẩm Lãng đã hoàn toàn thay đổi. Họ không phải là để trả thù, không phải để lật đổ thương nhân Tây Vực, mà chỉ để kiếm được tài sản lớn. Mỗi người đều mang trên người đầy vàng bạc. Mỗi người đều giống như con thú hoang ăn thịt người, họ cuối cùng không thể kiểm soát được nữa. Bây giờ họ vẫn tuân theo mọi điều Thẩm Lãng nói, đó là vì họ vẫn còn mục tiêu cuối cùng, Bạch Dạ quận thành, họ muốn Thẩm Lãng dẫn họ đi cướp Bạch Dạ quận thành một phen. Hơn nữa, trong đội cướp này đã có rất nhiều thám tử của gia tộc Tô thị xâm nhập vào. Nói một cách trực tiếp nhất, đội cướp của Thẩm Lãng đã hoàn toàn biến chất, hầu như toàn bộ đều là kẻ xấu, những người tốt hoặc là đã đi rồi, hoặc là đã biến xấu muốn dựa vào việc cướp bóc để xây dựng một quân đội mạnh mẽ, mãi mãi không thể được. Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung, tất cả đều đã thất bại. Cướp bóc là ma quỷ, một khi thả ra, sẽ không bao giờ thu lại được. Võ tướng Nữ Liệt đã chính thức báo cáo với Thẩm Lãng. Đại nhân, quân đội của gia tộc Tô Thị, gồm một vạn ba nghìn binh sĩ, đang thu hẹp vòng vây, chuẩn bị tấn công chúng ta. Quân đội Tô Thị cách chúng ta 30 dặm, đại quân kiếp nạn tự tăng binh cách chúng ta 35 dặm, và đội ngũ Tà Mã Tặc Tam mắt cũng cách chúng ta 30 dặm. Họ từ ba hướng tây, nam và bắc đang vây quanh chúng ta, chỉ còn lại phía đông không có quân địch. Thêm vào đó, không khí trong thành lúc này rất kỳ lạ. Ánh mắt của những người dân tráng nhìn chúng ta đã dần tràn đầy ý địch. Thẩm Lãng cười lạnh và nói, bởi vì ta không dẫn họ đi cướp bóc thành Bạch Dạ, ngăn cản họ phát tài, họ tất nhiên sẽ không hài lòng. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thập Tam báo cáo với Thẩm Lãng, đại nhân một số thủ lĩnh dân quân muốn gặp ngài, Thẩm Lãng trả lời, hãy mời họ vào. Trong suốt mười mấy ngày qua, Thẩm Lãng đã dẫn dắt vô số dân tráng đi cướp bóc toàn bộ quận Bạch Dạ. Đội ngũ cướp bóc ngày càng lớn, thành viên ngày càng đa dạng và phức tạp. Nhiều tên đạo tặc bị truy nã, những kẻ cường đạo võ công cao cường đều nhiệt tình gia nhập. Hơn nữa, họ nhanh chóng tạo ra một làn sóng nhân mã. Trong số hai vạn dân tráng, họ đã bầu ra năm thủ lĩnh. Trong quá trình bầu chọn năm thủ lĩnh này, thẩm lãng hoàn toàn không can thiệp. Bây giờ, có ba thủ lĩnh đến gặp. Họ không dám đến đông đủ, sợ rằng thẩm lãng sẽ bắt hết trong một lưới. Hai thủ lĩnh còn lại ở ngoài để tiếp ứng. Ba thủ lĩnh dân quân nói, bái kiến thành chủ đại nhân. Thẩm lãng tiếp họ nồng hậu và hỏi, ba vị tướng quân, có việc gì vậy? Hôm nay chúng ta đã ở trong thành tuyết lĩnh vài ngày, các huynh đệ không kiên nhẫn được nữa, họ muốn sớm chinh phục thành bạch dạ để phát tài. Đúng vậy, may mắn là chúng ta đã ngăn chặn được nếu không những người có tính tình nóng này sẽ không kiên nhẫn được và muốn buộc vua phải thoái vị thành chủ đại nhân ngài đã hứa sẽ dẫn chúng ta đi phát tài bây giờ không thể không tính toán gì cả thành bạch dạ ngay trước mắt bên trong có biển vàng bạc nếu ngài không cho chúng ta đi chiếm đoạt thì không công bằng có phải họ đang cố gắng buộc vua phải thoái vị và vào lúc này bên ngoài thành có hàng ngàn dân tráng mỗi người đều mặc áo giáp lung tung và cầm các loại vũ khí khác nhau nhưng không ai là ngoại lệ mỗi người đều mang theo túi tiền nặng trĩu, bên trong không biết có bao nhiêu vàng bạc. Mỗi người đều muốn phát đại tài, hàng ngàn người ham muốn này đều la to, thành chủ đại nhân, khi nào chúng ta mới đi cướp bóc thành bạch giả. Thành chủ đại nhân, xin hãy cho chúng ta một lời hứa chắc chắn. Nếu ngài không nói gì, thì đừng trách chúng ta thiếu khách sáo. Thành chủ đại nhân, liệu ngài có phải là ghen tị với các huynh đệ phát tài? Dù sao thì quân của ngài không được giật tiền, nhưng chúng ta không ngăn cản. Không chỉ ba thủ lĩnh đang cố gắng buộc vua phải thoái vị, mà cả hàng ngàn người đồ đệ tham lam cũng đang cố gắng buộc vua phải thoái vị. Đã có tin đồn lan truyền trong đội ngũ rằng bên trong thành quận, vàng bạc mới thật sự nhiều, đích thực là một núi vàng biển bạc. Nếu đi đến thành Bạch Dạ để cướp một chuyến, so với việc cướp bóc năm thành nhỏ trước đây, lợi ích sẽ còn nhiều hơn. Nếu tối nay Thẩm Lãng không đồng ý dẫn dắt họ đi cướp bóc thành Bạch Dạ, nhóm người này có thể sẽ nổi loạn. Và đại quân Tô thị đang không ngừng thu hẹp vòng vây tình hình nhìn chung rất nguy hiểm. Vào lúc này, thẩm lãng dường như đang ngồi trên một đống thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nội triều thành, bến tàu sôi động, một con thuyền neo đậu, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoại hình phi thường. ầm ầm ầm. Trời mùa hè, bầu trời đen kịt với tiếng sấm sét vang dội. Mưa to sắp tới, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trên thuyền, có một nữ nhân tuyệt mỹ vô luân, đó chính là thái tử ngoại thất, chiêu nhan. Trước mặt nàng, đứng một người nam nhân. Hắn chính là người mạnh nhất trong triều đại Đại Việt. Chỉ mới không lâu trước đó, hắn đã hoàn thành vài việc lớn khiến thiên hạ chấn động. Bắt cóc gia đình Hắc Thủy Đài để làm con tin, đòi tiền trục lên tới 100 triệu đồng vàng. Dẫn dắt mấy chục người, đốt biệt thự của gia tộc Kim Thành cho bụi. Dẫn dắt hàng trăm người, giết chết một quan lại quan trọng ở Kinh Đô Việt Quốc. Chỉ mới vài ngày trước, hắn còn dẫn dắt một nhóm nữ hiệp khách chiếm được chấn xa thành. Hắn chính là khổ đầu hoan, Tên tuổi lan tỏa khắp nơi, như một huyền thoại sống. Người bạn tam mắt tà đồng vai phải lứa đã biến mất không rõ tung tích. Bây giờ, hắn đã trở thành tên đạo tặc số một của Việt Quốc, một huyền thoại số một. Kaka ca, ca, có một việc muốn nhờ ngươi. Chiêu nhan nói. Khổ đầu hoan lập tức phản ứng, nếu là việc giết những nữ nhân vô tội như lần trước, ta không thể làm. Chiêu nhan ôn nhu đáp, không, lần này ta muốn ngươi giết một người quý tộc lợi hại, một người quý tộc lớn. Khổ đầu hoan hỏi, người nào? Chiêu Nhan trả lời, Huyền Vũ hầu kim chắc. Ánh mắt khổ đầu hoan biến đổi, không, Huyền Vũ bá không phải kẻ xấu. Chiêu Nhan lạnh giọng phản bác, ta, à, đừng quên, khi gia tộc chắc của chúng ta bị diệt vong, kim Trác bá có giúp chúng ta chút ít nào không? Khi cha mẹ và anh chị em của chúng ta bị giết sạch sẽ, kim Trác bá có nói lời nào vì chúng ta không? Ánh mắt khổ đầu hoan run rẩy trong thống khổ. Chiêu nhan ôn nhu an ủi, ca à, ngươi 18 tuổi đã là võ trạng nguyên của Việt Quốc, 19 tuổi đã trở thành đệ tử chủ của tà tử các chủ. Dù ngươi không phải con ruột của cha, nhưng ngươi vẫn là niềm tự hào của gia tộc chắc. Bây giờ, vì báo thủ cho gia tộc, nếu không dựa vào ngươi thì ta có thể dựa vào ai? Khổ đầu hoan run rẩy hỏi, vậy, khi nào ngươi mới rời đi cạnh thái tử? Chiêu nhan ôn nhu đáp, sớm thôi, chỉ cần ta tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại gia tộc chắc của chúng ta, ta sẽ lập tức rời đi. Khi ta trả được mối thủ cho gia tộc, chúng ta sẽ cùng nhau sống cuộc sống yên bình, được không? Sau đó, chiêu nhan ôm lấy khổ đầu hoan, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mặt nạ trên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt của khổ đầu hoan đã bị lửa thiêu cháy, biến dạng và xấu xí. Chiêu nhan ôn nhu hôn lên khuôn mặt đó. Khổ đầu hoan như bị mê hoặc ôm chặt chiêu nhan như ôm một nữ thần. Nữ nhân này không chỉ là muội muội của hắn, mà còn là người hắn yêu suốt đời. Hắn là một võ sĩ, từ nhỏ đã yêu mến nữ hiệp này. Kaka, đây là lần cuối cùng lần cuối cùng chiêu nhan ôn nhu nói bây giờ quân đội đang truy nã ngươi sau khi giết kim trác ngươi không cần phải làm những việc mình không thích nữa hãy tìm một hòn đảo nhỏ để ẩn cư khi ta điều tra rõ kẻ chủ mưu hãm hại gia tộc trác ta sẽ lập tức đi tìm ngươi sau khi trả được mối thù cho gia tộc chúng ta sẽ sống cuộc sống yên bình và hạnh phúc được không khổ đầu hoan vẫn đứng im lặng chiêu nhan khóc nức nở ca ca kim trác không hề vô tội Ta và Kim Mộc Lan là chị em thân thiết. Như năm đó, khi gia tộc Trác gặp hoạn nạn, ta đã cầu xin gia tộc Kim bảo vệ, nhưng họ đã tàn nhẫn từ chối. Chính vì thế, ta mới rơi vào tay ẩn nguyên hội, bị họ làm bẩn. Đây là lời dối trá. Sau khi gia tộc Trác bị diệt vong, Triêu Nhan đã rời đi khỏi chủ sư của trung sở khách và không bao giờ cầu cứu gia tộc Kim. Nhưng đây lại là điều đau lòng nhất trong lòng khổ đầu hoan. Người phụ nữ mà hắn yêu nhất đã bị người khác làm bẩn. Chiêu Nhan lạnh lùng quát, ca ca, nếu không có sự từ chối tàn nhẫn của Kim Trác, ta làm sao lại rơi vào tay những kẻ cầm thú. Khi đó, ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Khi ấy, ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Khổ đầu hoan gào thét, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Sau đó, hắn bất ngờ nhảy lên, xông ra khỏi bến tàu, biến mất trong thành nội triều. Tiếp theo là bóng tối, hắn dễ dàng leo lên thành bảo của nội triều thành. Sau khi giết Kim Trác, Ta sẽ cùng Chiêu Nhan sống cuộc sống yên bình, Chiêu Nhan muội muội, ngươi chờ ta. Ta sẽ rất nhanh, chỉ cần một canh giờ là có thể giết chết Kim Trác. Kim Trác, ta đã nhìn thấy ngươi. Hết cháp 243